chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái query media. Cái này. Đó, thì cái query media này nó chính là các bạn hay gọi là responsive ấy. Được chưa? Chúng ta sẽ tìm hiểu nốt về thằng này và anh sẽ nói về ý nghĩa của việc sử dụng HTML5. Đó, anh sẽ gộp luôn nếu mà kịp. Ý nghĩa của việc sử dụng HTML5 khi mà các bạn sử dụng dựng giao diện, bởi vì từ hôm giờ chúng ta học chúng ta toàn sử dụng div à. Mà trong thực tế sau này cũng thế, div vẫn là cái thẻ sử dụng nhiều nhất. Nhưng tại sao nó lại vẫn dùng thằng HTML5? Nếu mà các bạn làm game thì không nói. Làm game thì chúng ta sẽ dùng cái canvas của nó để render ra thì sẽ dùng, nhưng mà với web thì thực tế là nó cũng chưa thực sự quan trọng. Nó không phải là cái bắt buộc. Rồi, bây giờ anh sẽ nói đến thằng query media. Thì thằng này bản chất của nó là cái tên mà các bạn hay gọi ấy. Nó là thằng này. Đây. Đó, thì mục đích của cái việc này để website có thể chạy được trên mọi thiết bị. Mục tiêu là để có thể chạy được ở trên mọi thiết bị khác nhau, ví dụ như mobile, tablet, laptop, desktop hay là trên laptop thì đều chạy được. Ok chưa? Thì bản chất của thằng này là gì? Bản chất của thằng này nó là đi thay đổi cái độ rộng. Bản chất của thằng này là đi thay đổi độ rộng của thẻ HTML khi mà trình duyệt nó thay đổi, hay nói cách khác là khi kích thước trình duyệt thay đổi. Hiểu không? Cụ thể như thế này, anh lấy ví dụ trước, sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đó, khi kích thước của một trình duyệt thay đổi thì thằng này nó sẽ thay đổi theo. Ok chưa? Thì anh sẽ có một cái ví dụ như thế này để các bạn hiểu về nó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào từng cái cụ thể thì nó sẽ dễ hơn. Đây, ví dụ anh có một cái anh viết như thế này thì tạm thời các bạn chưa cần quan tâm nhé, chưa cần quan tâm vội là anh viết cái gì. Ví dụ ở đây anh viết query, anh có một cái file query media demo.html. đây, được chưa? Nó sau đó anh chạy nó lên. Media demo. Anh giả sử anh có một cái file một cái style như thế này. Và anh viết như thế này, media. Đó. Và anh sẽ bắt theo screen màn hình này. Đó. Với cái độ rộng ví dụ max width là 600 pixel thì anh sẽ làm gì đó kiểu như vậy. Thì anh sẽ reset body của anh có màu đỏ. Đó, anh làm một cái ví dụ như này để các bạn hiểu đã. Đây, thì nó giống như việc là như anh vừa nói là đi thay đổi kích thước của thẻ, đúng không? Thì thôi, để anh dùng cái thẻ div đi cho nó dễ. Thì lúc này anh sẽ có div. Ban đầu anh có width là 200 pixel và 200 pixel. Background màu đỏ. Được chưa? Sau khi mà anh thay đổi kích thước nó nhỏ hơn bằng 600 pixel thì anh sẽ thay đổi width của thằng này. Ban đầu thằng này là 100 đi. Đó. Thì width của thằng này nó về còn 280 pixel. Hai nó còn 300 pixel. Background anh để là orange. Anh chạy thử thằng này lên đã. Đây. Thế đúng như cái mà anh đang nói với các bạn ấy, là bản chất của thằng này là nó đi thay đổi cái độ rộng, đi tác động vào một cái thẻ HTML nào đó. Tác động cái gì chúng ta không biết. Trong cái ví dụ này thì chúng ta đang nói đến tác động vào chiều rộng, chiều cao và background.
sau này có thể chúng ta sẽ tác động vào nhiều thuộc tính hơn. Được chưa? Khi mà trình duyệt nó thay đổi kích thước, khi kích thước trình duyệt thay đổi, đây anh chạy cái này lên, đây sao lại không có, à đây sorry các bạn, mở bên này open này. Đây. Thì anh giả sử anh sẽ đi thay đổi kích thước như thế này, đó các bạn nhìn thấy không? Đây thì anh sẽ mở cái này lên để các bạn có thể nhìn thấy cái kích thước của trình duyệt. Các bạn nhìn thấy này, các bạn nhìn thấy này, đó các bạn nhìn thấy chữ 701 680 kia, nó khi mà nó đạt 600 này, đây khi nó đạt 600 nhá, đây thì vẫn giữ được cái kích thước này đúng không các bạn? Đây có nghĩa là khi mà thằng này đạt cái độ rộng tối đa là 600 đó và nhỏ hơn 600 thì nó vẫn nhận cái thằng này. Các bạn nghe rõ cho anh nhé. Khi mà thằng này đạt độ rộng tối đa là 600 hoặc nhỏ hơn 600 thì nó sẽ nhận cái CSS này. Thì bản chất cái CSS này nó đi override lại, nó ghi đè lại những cái mà thằng này đã định nghĩa trước đó, những cái mà thằng deep kia được định nghĩa trước đó, và để nó chuyển thành cái màu như thế này. Được chưa? Thì đây là bản chất của thằng Query Media nhé. Đây, được chưa các bạn? Đó, và khi thằng này nó vượt quá 600 thì nó sẽ lại nhận cái này. Cứ tạm gọi nó là if else đi, các bạn hiểu sao cho nó dễ hiểu là được. Đó, được chưa? Đó, và cái này, cái việc mà để mà thằng CSS này này, cái việc để thằng CSS nó nhận được cái max width là 600, hay nói chính xác là thằng CSS này nó nhận được cái thay đổi của màn hình khi mà người dùng resize như thế này này. Đây, khi người dùng load lại trang thì nó vẫn giữ nguyên này. Thì là chính là cái cú pháp này. Cái cú pháp này nó sẽ đi bắt được cái độ rộng đấy. Ok chưa? Nó sẽ đi bắt được cái thay đổi đấy. Được chưa các bạn? Đó, và đây chính là query media trong CSS. Đó, thì cái query media này nó hỗ trợ từ ở phiên bản CSS 3 ấy, thì người ta làm quen với cái này, nó được tức là cái khái niệm này nó được rõ ràng hơn. Còn trước đây ở CSS 2 ấy, thì người ta mới chỉ gọi là media rule thôi, có nghĩa là những cái điều kiện, những cái điều kiện để mà thay đổi kích thước màn hình thì họ sẽ làm gì, thì đúng nghĩa như là if else công dụng nói ấy. Đó, nhưng mà lên thằng CSS 3 thì nó gọi là query media, nó là query các bạn, thì nó sẽ có nhiều công việc, nhiều cái nhiệm vụ hơn. Thì bây giờ anh sẽ nói cho các bạn những cái liên quan đến thằng query media này để các bạn nắm được đã. Đó, thì bản chất nó chỉ thế này thôi. Sau khi các bạn định nghĩa được là màn hình này là của mobile hay màn hình này là của tablet rồi thì các bạn sẽ phải đi CSS lại trong này. Được chưa? Hiểu ý của anh không? Thì các bạn sẽ phải đi CSS lại những cái các bạn đã làm ở trong này. Đó. Thì nếu mà các bạn CSS ở trước đó mà chưa tốt ấy, nếu mà trước đó các bạn CSS chưa tốt ấy, thì sau này khi mà chuyển màn hình ấy, các bạn phải đi CSS lại khá là vất vả. Đó. Thì đấy là cái hạn chế khi mà các bạn dùng Flowlet hay là Flowrite, thì các bạn sẽ phải đi CSS lại những cái này cực kỳ vất vả. Còn nếu mà các bạn đã làm tốt ở bên ngoài rồi, tức là làm tốt ở bên mobile hoặc là bên laptop, desktop rồi, thì đến khi anh lấy ví dụ các bạn làm tốt ở bên mobile rồi thì đến khi sang desktop thì các bạn CSS nó sẽ nhàn hơn, hoặc là các bạn làm tốt ở bên desktop rồi thì đến khi sang mobile nó sẽ nhàn hơn. Bởi vì sao? Khi mà các bạn CSS thì các bạn sẽ luôn luôn đi theo hai hướng. Một là các bạn CSS cho mobile trước, hai là các bạn CSS cho desktop trước. Tức là sẽ CSS một trong hai thằng này trước, chứ không CSS song song. Ok chưa? Nên là các bạn sẽ nghe đến cái khái niệm là mobile first. Là vậy. Mobile first. Hoặc là desktop first. Đó. Tức là sẽ đi CSS một trong hai thằng này ngon nghẻ trước, sau đó thì chuyển sang thằng kia để đi query media bắt từng cái màn hình CSS cho nó phù hợp. Hiểu ý của anh không?
Đúng rồi, nếu mà có nhiều thẻ thì các bạn sẽ phải đi xét nhiều thẻ, ví dụ ở đây class A, class B kiểu kiểu như vậy thì các bạn sẽ phải đi làm lại đó. Công việc cụ thể ở đây thì các bạn là đi CDS lại thôi, hiểu không đó. Nhưng mà cái mà chúng ta đang học ở đây đó là cái để chúng ta đi detect cái màn hình này và đi tìm hiểu các cú pháp của thằng này, được chưa? Còn những công việc ở bên trong thằng Query Media này chính là công việc đi CDS đấy. Đã mình hiểu chưa? Thì các bạn hiểu được như vậy thì là ok. Được chưa? Anh đi tiếp nhé. Đó. Thì trước khi mà chúng ta đi định nghĩa CDS cho nó thì anh sẽ nói về cái cú pháp, chính là cái mà anh vừa demo cho các bạn này này. Đó. Thì thằng Query Media ở trong CDS nó có cú pháp như cái mà anh vừa demo, anh vừa lấy ra để demo cho các bạn hiểu. Nó là cái query như thế này, nó sẽ viết như thế này, query đó, và đây nó sẽ là media viết như này, cụ thể là not hay là only media media ta and media future đây. Và trong này nó sẽ là gì? Trong này nó sẽ là CSS của các bạn, được chưa? Là mình hiểu chưa? Đó. Thì cụ thể những cái này nó là cái gì? Thì chúng ta chỉ cần quan tâm cái này thôi. Có nghĩa là ví dụ anh viết một cái như thế này, cụ thể như thế này. Đó, anh viết một cái như thế này. Ví dụ anh để là only hoặc cái này có hoặc không có cũng được nhé. Có hoặc không được có. Ví dụ các bạn nhìn sang bên này, screen, đó. Để là screen như thế này. Và mark with này. Đó, thì có nghĩa là cái này này có hoặc không có cũng được đó. Thì lát nữa anh sẽ nói có thì nó như thế nào và không có cái not hoặc only thì nó sẽ như thế nào. Còn cái media type này nó là gì? Thì thằng media type này thì nó có thể là screen nó, và thông thường chúng ta sẽ dùng là screen, ok chưa? Một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta dùng nó là kiểu dùng cho máy in ý. Thì các bạn in màn hình nào đó ra. Còn cái này nó dùng cho device, nó có thể là ô cho mọi thiết bị. Thì thông thường chúng ta làm cái web thì chúng ta chỉ cần kê đến cái màn hình của trình duyệt đấy, được chưa? Đó, các bạn quan tâm cho anh thằng này, được chưa các bạn? Và cái media future này, này thì thông thường nó là mắt, nó theo chiều rộng nhé, theo chiều cao cũng có, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ làm với chiều rộng thôi, bởi vì chúng ta xét trên màn hình là theo chiều rộng hoặc là nó sẽ là min, một trong hai thằng này, được chưa các bạn? Ví dụ đây anh sẽ để media type là screen như cái vừa rồi ấy. Và đây anh sẽ để là mark width như thế này, được chưa? Còn cái only và nó kia thì nó như thế nào thì bây giờ anh sẽ đưa vào nhé, anh sẽ đưa vào cụ thể cái kia để chúng ta cùng nhìn, để chúng ta cùng hiểu thì cái thằng not với only thì nó như thế nào. Đây thì các bạn sẽ dùng như thế này, ví dụ only có nghĩa là gì các bạn? Anh chạy lên nhé. Đây, anh sẽ chạy lên đây. Đây. Xem có gì khác biệt không? Only max 600 đúng không? Khi mà anh đang để thằng này đang là bao nhiêu rồi? 500 này. Only max 600. Thì các bạn thấy là không vấn đề gì đúng không? Đây, ví dụ khi đạt 600 này. Không nhìn thấy width đâu nhỉ? Lớn hơn max này thì nó vẫn nhận cái ở bên ngoài,
nó sẽ không định nghĩa vào đây đâu nhỉ. Để anh nhìn chính xác cái width của nó. Đây, 6500 này, 80 này, 92, 96, 97, đây 600 thì không thay đổi gì đúng không ạ? Đó, lớn hơn này. Đó, not xem nó khác gì không. Đó, thì nó khác. Đó, nó sẽ là cái gì các bạn? Ở đây nó sẽ là gì? Phủ định. Phủ định lại của cái mà chúng ta đang làm ấy. Được chưa? Các bạn hiểu không? Nó mình có hiểu không? Còn khi nhỏ hơn này, đó, nó đi ngược lại với cái kia. Rồi, thì anh chỉ demo như thế thôi để các bạn hiểu, nó đỡ bị rối. Tiếp nhé. Thì để mà dùng được cái query media này này, thì chúng ta cần phải khai báo một cái ở đây, một cái meta ở đây. Khi mà làm thì cái meta này nó là cái gì, thì ở trong đây nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm những cái đấy. Meta nó sẽ có một cái name là viewport như thế này. Thằng này nó không sắp ghép code, nó sẽ là viewport. Anh sẽ viết cụ thể vào như thế này. Đây, thì ở đây nó sẽ là viewport. Post content, content ở đây sẽ là cái này. Anh sẽ viết một lần thôi nhé, thì sau này chúng ta sẽ dùng nhiều. Divide width có nghĩa là chúng ta set theo cái divide kích thước theo chiều rộng ấy. Đó, cái chiều scale cái này chúng ta làm một lần nên là sẽ nhớ thôi. Đây. Đó, thì các bạn, anh sẽ đưa cái này vào. Anh sẽ đưa cái vào đây. Để mà dùng được thằng Query Media thì chúng ta sẽ phải đi khai báo cái này đầu tiên. Đúng rồi, anh phải đưa nó vào đầu tiên đấy. Khai báo cái này trước. Được chưa? Được chưa? Thì anh chỉ giải thích một vài cái đó và cái device này là gì? Viewport là gì? Viewport này có nghĩa là kích thước hiển thị của cái giao diện đấy. Ok chưa? Còn cái device này có nghĩa là sử dụng trên cái thiết bị nào ạ? Đây. Thì các bạn chỉ hiểu đơn giản như thế thôi nhé. Đúng rồi, ở một số cái viết code nó sẽ support cái này luôn. Cái này thằng Sublime hơi lở. Rồi, đây, chúng ta chạy lên. Thế nó không khác gì cả, chúng ta luôn luôn phải khai báo bởi vì trong một số trường hợp nó sẽ lỗi nếu không có cái này. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho anh như vậy, được chưa? Bây giờ anh sẽ đi nói về một vài cái liên quan đến thằng Media Future. Có nhá, cái snip trong thằng Sublime nó có nhưng mà anh không dùng. Đây, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái thằng này này, cái thằng bên trong này này. Đó, thằng Macbook. Anh sẽ đi liệt kê như này cho nó dễ nhé. Anh chỉ nói những cái chính thôi. Có thể các bạn tìm hiểu trên mạng nó sẽ rất nhiều, nhưng mà anh sẽ nói những cái mà chúng ta hay dùng thôi. Cái mắc huyết này nó là cái chiều rộng tối thiểu của chiều rộng tối đa của giao diện. Thì nghe đã hiểu rồi, nghe là cũng đoán được rồi ạ. Nó là cái độ rộng tối đa, tối đa của giao diện. Đó, còn min width thì nó sẽ là độ rộng tối thiểu. Đó, được chưa? Và cái not only vào thì là một cái phủ định, là một cái là sẽ là giữ nguyên. Có nghĩa là không cần thằng này cũng được. Còn đưa thằng not vào là phủ định cái mà chúng ta đã quy định ở đây. Được chưa? Thì nó có cái future, media future là width thì nó cũng có cho hai nhé. Mức 2 thì các bạn sẽ co trình duyệt theo kiểu khác, thì cái này nó sẽ là độ cao. Đó, khác như vậy thôi.
Đó. Và min 2 cũng tương tự như vậy, nó sẽ là độ cao tối thiểu. Đây. Ok chưa? Đó. Và nó có thêm một cái nữa gọi là đưa vào thì nó sẽ hơi hơi đấy. Ví dụ anh để là 2. Chiều cao ấy. Đây. Xét cả cái hai này luôn như này. Đó, chiều cao. Chiều cao. Giao diện. Giao diện có nghĩa là lúc này cái từ giao diện này các bạn sẽ hiểu theo cái report này nhé. Đây này, cái viewport này. Đó là chiều cao của cái thiết bị ấy, cái device của các bạn ấy. Ví dụ như màn hình máy tính của các bạn cao bao nhiêu chẳng hạn. Màn hình điện thoại cao bao nhiêu. Kiểu như vậy. Đấy. Đó, của giao diện. Đây, thì đây là những cái chúng ta hay dùng nhất. Ok chưa? Cái mà chúng ta hay dùng nhất. Còn có thể các bạn sẽ đọc thêm được những cái khác nữa, nhưng mà nó cũng sẽ không, gần như là không dùng. Đấy là trong thực tế khi mà anh làm thì gần như là không thực tế, nên là anh cũng sẽ không nói đến nữa. Ok vào đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử với một cái giao diện cụ thể nào đấy đi. Để test, để chúng ta test xem là cái kết quả nó như thế nào. Thì ok. Với cái mắc hai này, à đối với cái hai này anh sẽ demo thử đây đi. Ví dụ width cụ thể dùng 600 nhé. Như thế này. Chúng ta chạy lên này. Đây đúng không? Default nó sẽ nằm ngoài. Nhỏ hơn nó vẫn màu đỏ này. Các bạn thấy này, khi mà thằng nhỏ hơn cũng màu đỏ, nhưng mà chính xác tuyệt đối thử nó bằng 600 xem nó có thay đổi gì không. Đó, đúng vị trí 600 đấy các bạn. Đây, có nghĩa là gì, nó lấy theo cái độ rộng chính xác luôn, bằng bao nhiêu thì nó sẽ bắt đầu xử lý. Các bạn ok chưa? Là mình ok chưa? Còn chiều cao tương tự. Ví dụ anh dùng với một cái thẻ này. À, thẻ khác đi. H3. H3. Đó, anh giả sử nếu mà khi mà chiều cao mà nó nhỏ lại thì nó sẽ các bạn nên dùng cái thằng này, nhìn nó dễ hơn này. Responsive này. Đó. Đây, nếu để 600 này. Đó, thấy chưa? Đổi màu luôn. Mình có thể chỉnh ở đây cho dễ, đỡ bị kéo kéo cái kia. Ok chưa? Đó, ví dụ anh để là à nếu mà media của nó cao mắc 2 đi. À, mắc 2. Mắc 2 là bằng, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 200 pixel thì anh sẽ ẩn cái thẻ H3 đi. Mình sẽ lấy ngăn đi. Bình thường các bạn vào giao diện này các bạn sẽ thấy đang H3 luôn. Khi các bạn để là 2 180. Đó, thì các bạn sẽ không thấy thằng H3 đâu nữa. Đó, nhưng mà để là 201. Đây, 201. 201 chiều cao này. Thì các bạn sẽ thấy là thằng H3 vẫn còn, đúng không? Nên nếu để 200 thì các bạn sẽ thấy nó mất rồi. Lớp mình hiểu chưa? Đó, thì các bạn nên nắm mấy cái đơn giản như thế này thôi để dùng cho nó đỡ loạn. Ok chưa? Cả lớp. Rồi, tiếp nhé. Chúng ta sẽ đi tiếp. Thì ok, anh sẽ nói về HTML5. Thì các bạn đang hiểu như thế nào? Tạm tạm. Các bạn có vấn đề gì hỏi luôn đi, nếu mà cảm thấy chưa hiểu chỗ nào trong mấy cái này. Hoặc là cần anh nói thêm, ví dụ như các bạn bảo là em đọc thì thấy có một vài cái nữa.
Thì các bạn muốn anh nói thêm thì anh sẽ nói luôn. Chỗ Media Future, ok, thế nào cửa? Đúng, khi mà chúng ta xét như thế này này là nó chỉ nhận cái kích thước này là giá trị tuyệt đối. À, thế thì để anh giải thích, có lẽ là các bạn chưa hiểu chỗ này. Khi mà xét bắc huyết là cứ nhỏ hơn hoặc bằng bằng nhé, là nhận theo query media. Đây này, thì thằng min width thì nó ngược lại, cứ lớn hơn hoặc bằng thì nó sẽ nhận, hiểu ý anh không? Ví dụ ở đây này, chúng ta đang xét ví dụ như max width như thế này, thì cứ nhỏ hơn hoặc bằng 600 là nó sẽ nhận cái này. Đây thử nhé. Đây, nếu bằng 600 này, nhận này, nhỏ hơn này, 599 nhận. Đúng không? Nhưng mà chỉ cần lớn hơn thôi, 601 sẽ không nhận nữa. Đây. Được không? Ban đầu của nó có màu đỏ này, bây giờ nó không nhận nó cũng màu đỏ ban đầu này. Đấy, còn nếu bằng 600 này. Hiểu chưa? Rồi, còn thằng min width thì ngược lại. Min width đây. Thì có nghĩa là gì? Nó sẽ ngược lại 600 này. Đó, xong nhận này 601 đó 900 đó đó, có nghĩa là ngược lại các bạn hiểu không? Nhưng mà nếu để 599 đó được chưa? Nó mình có hiểu không? Rồi tiếp nhá. À, cứ nhỏ hơn hoặc bằng là được, còn thằng kia cứ lớn hơn hoặc bằng thì nó sẽ nhận cái query media đấy. Rồi, bây giờ anh sẽ nói đến thằng HTML5. Thì tại sao chúng ta phải dùng nó? Theo các bạn, tại sao chúng ta phải dùng HTML5? Này trao đổi một chút này, cho đỡ chán. Anh sẽ tìm lại một cái giao diện mà trước đây chúng ta đã dùng. Rồi, anh sẽ lấy một cái giao diện cụ thể ở đây đi. Không, thằng Java Suite nó sẽ, à, thằng thằng HTML5 nó không thay thế được đâu. Để anh sẽ nói cụ thể. Anh làm mất mấy cái ảnh bài tập mà anh gửi các bạn rồi. Rồi, ok, anh sẽ nói như này cho dễ. Anh cố gắng tìm lại đây nào. Rồi, như thế này nó dễ. Rồi, ok Hoàng. HTML5 ấy, bản chất của nó thì nó sinh ra cái thứ nhất là nó cũng có một vài cái ưu điểm. Đầu tiên là nó hỗ trợ những cái mà trước đây không làm được. Các bạn biết là những năm 2010 đủ về thì khi mà liên quan đến video hay là khi mà liên quan đến đến những cái liên quan đến game ở trên web ấy, thì mọi người hay hay nghĩ đến cái từ khóa này, hay nghĩ đến từ khóa này, có nghĩa là khi mà làm video hoặc là chạy một cái video trên nền web, hoặc là các bạn thấy là những cái game như kiểu là Gunny ngày xưa thì nó hay chạy trên nền tảng Flash này, được chưa? Mà cái nhược điểm của thằng này thì nó rất là nặng, khi mà chạy Flash thì nó cực kỳ nặng và nó phải chạy đi kèm với nó là phải cài thêm cái plugin của thằng Adobe. Đó, có một cái plugin dành cho web để có thể chạy được, để chạy được cái Flash. Đấy là cái nhược điểm lớn. Thì giờ vẫn còn thì có thể là code của họ chưa thay đổi. Thì thằng HTML5 nó sinh ra cho chúng ta để nó giải quyết cái vấn đề này. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Nó giải quyết cái vấn đề đó. Và cái thứ hai nữa. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một vài, chính là nó giải quyết vấn đề kia, chính là nó sinh ra cho chúng ta một vài cái thẻ video
video hay audio. Đó, kiểu như vậy, để chúng ta xử lý video và audio. Thì đấy là những cái mà anh thấy nó thay đổi lớn nhất. Còn một cái nữa mà chúng ta hay thấy nữa, đó là chúng ta hay thấy những cái thẻ như là mê, nát. Nát, anh liệt kê luôn đây nhé. Section. Đó, đây là những thẻ mà các bạn hay thấy đúng không? Header. Đưa thằng này lên đọc. Footer. Đó, có đúng là các bạn hay thấy những cái này không? Đây. Thì các bạn sẽ hay gặp những cái thẻ này. Có phải không? Và một vài cái thẻ con liên quan khác nữa thì anh sẽ kể ra đây. Và anh sẽ giải thích vì sao mà nó lại sinh ra cho chúng ta những thẻ này. Và thậm chí là những cái thẻ table ấy, sau này các bạn thấy là thẻ table nó cũng sẽ dùng khác đi một chút. Ví dụ như table chúng ta lúc mà các bạn làm ấy, thì các bạn sẽ thấy là table như thế này đúng không? Xong thì cứ thế là trtd như thế này. Thì trong HTML5 nó có cả t hex như thế này. Đó, xong trong này nó sẽ là tr, xong là th, kiểu như vậy. Các bạn có bắt gặp những thẻ như này không? Đó. Thì đây là những cái mà thằng HTML5 nó hỗ trợ. Thì bản chất khi mà chạy cái này ở trên mobile thì nó sẽ mượt hơn. Đó. Tuy nhiên cũng không quá quan trọng nhé. Nó lại không phải là những cái quá quan trọng. Đó. Và cái quan trọng hơn nữa đó là thằng HTML5 nó sinh ra cho chúng ta mục đích chính. Cái mà anh thấy quan trọng nhất, mục đích chính. Anh liệt kê một vài cái thẻ mà hay dùng là section này, article để thể hiện đây là bài viết. Đó. Kiểu như vậy. Hay là những cái thẻ liên quan đến format cho một trang ấy, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ hay gặp nó. Đây, thì đây là những cái mà các bạn hay gặp này. Đây. Thì nó giải assign cũng có nghĩa là dùng cho những cái ví dụ như sidebar các thứ ấy. Đây. Đó, thì những các bạn hay bắt gặp những cái này. Nhưng những cái này không phải là để thay thế cho div. Nó không dùng để thay thế cho div thôi. Thay thế cho div. Ok chưa? Thì mục đích của những thằng này để làm gì? Mục đích của những thằng mà nó sinh ra này là để chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Anh giả sử khi các bạn dựng một giao diện, khi các bạn dựng một giao diện đúng không? Thì nếu các bạn không dùng HTML5, anh giả sử như vậy nhé, các bạn không dùng HTML5, ví dụ anh có một cái giao diện như thế này, chờ chút anh vẽ ra. Nó anh không lưu được mấy cái hôm trước gửi cho các bạn nên là bây giờ anh sẽ vẽ ra và anh sẽ dẫn chứng cho các bạn để các bạn hiểu ạ. Đây, anh giả sử thông thường các bạn sẽ hay gặp một cái giao diện nó sẽ có các thành phần cơ bản như thế này. Nhiều bạn khi mà hỏi học web thì các bạn rất quan tâm là có được học HTML5 hay không. Nhưng mà cái việc các bạn biết thêm HTML5 nó cũng không có nâng cao cái kỹ năng dựng giao diện của các bạn là mấy. Đó, mà nó chỉ nâng cao cái kỹ năng tổ chức thẻ HTML thôi. Ví dụ thông thường các bạn hay có một cái trang cấu trúc kiểu như thế này đúng không? Trên này sẽ là header này, anh giả sử như vậy. Header, xong ở dưới này các bạn này có một cái gọi là menu, kiểu như vậy. À, menu. Đúng không? Thông thường chúng ta hay gặp cái cấu trúc trang nó sẽ như vậy. Trong dưới menu thì anh sẽ có một cái ở bên trái như thế này. Đó. Ok chưa? Anh cứ tạm gọi là chúng ta hay gọi là left ấy. Đây, xong bên trái thì anh lại có cái bên phải như thế này. Đây. Là xử như vậy. Kiểu vậy, được chưa? Chúng ta hay gọi là right á. Sau đó thì ở trong bên trái này chúng ta lại có những cái ví dụ như trong vùng bên trái này chúng ta lại có bài viết, tức là có từng cái danh sách bài viết ấy. Thì chúng ta anh tạm thời anh cứ kéo như này đi, tức là list bài viết.
Đây, bài viết 1. Đúng không? Xong là bài viết 2. Viết 2. Xong dưới này là bài viết 3. Anh giả sử như vậy. Đây. Đó, được chưa? Xong cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái gì? Cuối cùng chúng ta có cái footer. Kiểu như thế. Đây. Chúng ta sẽ có một cái footer ở phía dưới này. Như thế này. Đó, thì các bạn dựng cái trang đơn giản này hoàn toàn bằng thẻ div. Có đúng không? Chúng ta đang dựng như vậy. Chúng ta đang dựng những cái trang, chúng ta đang dựng trang này hoàn toàn bằng thẻ div. Ok chưa? Mà vấn đề của thẻ div là gì? Vấn đề của thẻ div có nghĩa là khi các bạn dựng thì các bạn sẽ đi định nghĩa các thẻ div như thế này. Và các bạn sẽ đi định nghĩa class hoặc là ID cho nó. ID. Sau đó các bạn lại quy định thằng này là header. Có nghĩa là nhìn vào cái thằng giao diện này các bạn quy định thằng này có div, ID là header. Thằng này có menu thì div các bạn để là menu, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Thì cái này nếu mà các bạn đi định nghĩa hoàn toàn bằng div cho cái giao diện này thì anh giả sử anh là một ông A trong cái team, trong cái dự án này anh đi định nghĩa giao diện này thì và có một ông B khác cũng đi định nghĩa cái giao diện này cũng cho ông đấy làm cái giao diện này thì cái kết quả của cái file HTML mà các bạn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, khác nhau từ cái tên ID, từ cái div, cấu trúc div. Các bạn hiểu ý anh không? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà viết code ấy, thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm đặt tên khác nhau. Các bạn hiểu không? Khi mà các bạn viết code HTML thì mỗi người sẽ có một cái quan điểm đặt tên class hoặc là đặt tên ID thì khác nhau. Nên là nó nhìn nó sẽ rất là local. Đó. Mặc dù nhìn vào đây, chúng ta nhìn đây vẫn biết là header, vẫn biết là menu. Đó, ở dưới đây có người sẽ đặt là left, có người sẽ đặt là main, có người sẽ đặt là article class ấy. Còn bên này sẽ đặt là right, footer, kiểu như vậy. Nhưng mà nhìn vào cái code HTML khi các bạn định nghĩa ở đây này, thì những cái code khi các bạn định nghĩa từng cái div này, nó rất rất khác nhau. Nếu mà có 10 người làm thì anh khẳng định 10 cái code ở đây nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Được chưa? Thì thằng HTML 5 này sinh ra ngoài những lợi ích mà anh kể trên này thì thằng này sinh ra nó giúp cho chúng ta thống nhất được cái cách triển khai và lên format cho một trang. Nó giống như là các thư viện hay là các framework của PHP ấy. Nó sinh ra để mà nó chuẩn hóa cái cách viết code và nó giúp cho chúng ta viết dự án nhanh hơn. Các bạn hiểu ý anh không? Có hiểu vấn đề anh đang nói không? Đó, thì mục đích của nó sẽ giải quyết cho chúng ta những cái này, chính là cái giải quyết cho chúng ta cái tạo ra cái sự chuẩn hóa khi mà chúng ta lên format cho trang, khi mà chúng ta dựng giao diện cho trang. Đó, và đặc biệt là khi chúng ta làm việc teamwork ấy, thì nó sẽ rất là dễ. Đó, thì quay trở lại cái giao diện của cái trang này luôn đi, thì chúng ta sẽ đi dựng nó như thế nào. Đó, chúng ta sẽ nói về trang này luôn và chúng ta thử đi dựng cái trang này thì chúng ta sẽ dựng nó như thế nào. Ok không? Và chúng ta sẽ đưa thẻ HTML 5 vào thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn đưa HTML 5 vào hay là không đưa vào thì cái việc các bạn dùng CSS nó cũng không ảnh hưởng gì đến kỹ năng hay những kiến thức về CSS của các bạn cả. Ok chưa? Nó không ảnh hưởng một chút nào luôn. Bởi vì các bạn đưa những cái thẻ như thế này vào thì bản chất khi mà các bạn nhìn vào code HTML thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn thôi. Còn bản chất nó cũng giống như thẻ div, nó vẫn là một cái thẻ mang kiểu block và nó mang những tính chất giống như thằng div thôi. Ok chưa? Thì bây giờ anh sẽ thử nhé. Thì anh giả sử chúng ta sẽ nói luôn cái giao diện này đi để chúng ta làm. Được chưa? Ok chưa các bạn? Và chúng ta thử luôn flex đi để chúng ta làm cái phần này. Ok không? Đó. Thì anh sẽ đưa cái giao diện này vào thì thay vì chúng ta định nghĩa ở đây là div thì bây giờ sẽ là gì các bạn? Sẽ là gì? Nó sẽ là thẻ header.
đúng không? Thì đây, thì các bạn sau này các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy dễ hiểu không? Khi mà các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy rất là dễ hiểu, nhìn cái là biết là thằng này đang thể hiện header cho một trang. Đó. Anh chị sẽ để cách ở đây là header đơn giản như thế này thôi, thì nó khác thì sẽ delete đâu. Sau đó tiếp theo dưới menu chúng ta sẽ dùng cái gì? Thông thường menu thì chúng ta sẽ dùng cái này. Có đúng không? Navigation. Thì đây nó sẽ là cái này. Mình sẽ để là menu, nó giống như cái này này. Chúng ta follow luôn cái giao diện này. Được chưa? Chúng ta dựng cái khung thôi. Và dưới đây nó sẽ là gì các bạn? Anh sẽ có một cái thẻ mail để chứa toàn bộ cái nội dung ở phía dưới này. Ok không? Đó, anh sẽ có một cái mail. Và trong cái mail đó các bạn sẽ làm gì? Đây. Thế này. Thì các bạn sẽ không bao giờ bỏ thẻ deep được. Đúng không? Đó. Thì bên này anh sẽ dùng thẻ gì các bạn? Bên right này, anh sẽ dùng thẻ gì? Bên thằng right này anh sẽ dùng thẻ gì? Assign đúng không? Đúng rồi. Đây. Còn bên bên trái này anh sẽ dùng thẻ gì? Đây. Anh sẽ có nhiều cái article đúng không? Có đúng các bạn? Nhưng mà bọc ở bên ngoài cái article đấy nó là nên là thẻ gì các bạn? Section. Mà bạn nào bí quá không nghĩ ra được nữa thì chúng ta đưa thẻ deep cũng được, nhưng các bạn nên đưa thẻ section vào. Ok chưa? Đây, thì các bạn sẽ có một cái section ở đây và sẽ có article như thế này. Đó. Ok chưa? Các bạn đưa từng cái article tương đương với ba cái article mà các bạn vừa làm đây này. Và trong article thì các bạn sẽ có H1, image, các thứ gì đó, đại loại vậy. Được chưa? Anh cứ đưa tạm nó vào. Ví dụ bài viết 1. Bài viết số 3. Đó, đây sẽ là gì? Assign. Được chưa các bạn? Trong assign thì chúng ta lại có ULLI để có thể thể hiện menu và các thứ. Thì đấy là tùy nhé. Thì mục đích của thằng HTML5 ấy, nó chỉ đi lên cho chúng ta cái structure thôi, cái cấu trúc thôi. Được chưa? Các bạn hiểu cho anh như vậy nhé. Và dưới này sẽ là gì? Footer. Đây. Đúng như cái này. Được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta đi CSS thôi thì nó sẽ là kiến thức về CSS rồi. Nó không liên quan gì đến kiến thức HTML cả. Đây, các bạn chạy lên thì nhìn nó cũng không khác gì các bạn đang dùng thẻ deep cả. Đúng không? Được chưa các bạn? Đó. Thì bây giờ anh đi CSS cho nó. Chúng ta đi CSS cho nó thôi. Đây. Đây, anh giả sử anh có thằng header. Thì trước khi CSS thì chúng ta vẫn làm những việc quen thuộc. Merge 0 và padding 0. Đó. Và anh sẽ định nghĩa cho thằng header, ví dụ như là để header có chiều cao là 60 pixel, background orange như thế này. Các bạn chạy lên này. Được chưa? Nó như là thẻ deep thôi. Đó, sau đó thì anh sẽ set line 2 cho nó. Trong đây chúng ta có dùng được vertical align là middle không? Thì chúng ta thử xem. Đây, sao cũng không được rồi. Đó. Nhưng chúng ta dùng align item giống như lúc trước. Thực ra align item là nó dùng để định nghĩa thẻ chứ không dùng dấu tách đâu. Thì chúng ta cứ đưa đây xem nó nhận cộng cũng không được rồi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng line 2. Đúng. Text align center. Đối với navigation chúng ta sẽ dùng như thế nào? Chúng ta sẽ cũng để
Ví dụ như anh để online center color có màu trắng là xử như vậy, thì chúng ta sẽ được cái kết quả này là chúng ta sẽ xét 2 lên cho nó khoảng 50 pixel. Được chưa các bạn? Đó. Bây giờ phần bài viết thì chúng ta xử lý như nào? Thì chúng ta phân tích không khác gì lúc chúng ta làm CSS ở phần float cả. Chúng ta sẽ có cái thẻ main ở đây rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ đi đặt display flex cho thẻ nào các bạn? Cho thẻ nào? Anh cần hai thằng này nằm ngang hàng nhau, thằng main và thằng section nằm ngang hàng nhau. Đúng không? Thì chúng ta sẽ đi đặt cho thằng này một cái anh để display là flex, thì các bạn sẽ thấy là những thằng này nó sẽ nằm ngang như thế này, được chưa? Và anh sẽ set width cho thằng này là 100%, mặc định của nó width cũng là 100% rồi. Anh để min 2 cho nó khoảng 800 pixel. Anh để một cái background ví dụ như là F1. Các bạn sẽ thấy anh để hẳn màu lên đây, nhìn nó dễ. Chúng ta nhìn tạm nó lại. Đây, được chưa? Thế những thằng này, ví dụ anh muốn là thằng right thì nó chỉ khoảng 20% thôi. Động 20% thì chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ định nghĩa thằng section background thì nó dễ đã. Và thằng size của chúng ta có một cái background mình để là zero, nếu để nhìn nó dễ đã. Đây, nó đang như thế này đúng không? Vì sao nó lại như thế này? Bởi vì là độ rộng của nó default nó chỉ bằng cái thằng này thôi. Khi mà nó mang kiểu à, khi mà nó nằm trong một thằng là flex, thì anh dùng grow có được không? Trong trường hợp này anh dùng flex grow hay là anh dùng flex basic các bạn? Để anh muốn thằng này nó sẽ rộng chiếm 80%. Cái màn hình này, hiểu ý của anh không? Các bạn có hiểu ý của anh không nhỉ? Đây, thì anh sẽ xử lý nó như sau. Nếu float thì các bạn sẽ dùng như thế này, các bạn sẽ sandwich đúng không? Thì các bạn ở đây bài này đơn giản nên các bạn dùng cái gì cũng được. Ví dụ vì chúng ta đang mặc định của thằng này nó sẽ là flex direction là row đúng không, nên các bạn có thể hoàn toàn có thể là flex basic như thế này. Đó, thì các bạn sẽ đi set lại thằng này là bao nhiêu, là 20% như thế này. Đây, như thế này, ok chưa? Đó. Còn nếu mà các bạn dùng grow ở đây, thì anh sẽ để thằng này là 1, thì thằng này sẽ là gì mấy các bạn? 2 như này. Nếu anh để như thế này nhé, tạm thời như này, các bạn sẽ thấy nó như thế này. Hiểu không? Đây. Và nếu mà muốn lớn hơn thì thằng này nhân 3 đây. Đó, kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ tương đối. Được chưa các bạn? Được chưa? Và thằng footer thì đơn giản thôi. Footer anh để background màu đen, color màu trắng, và anh sẽ để text align
center. Chiều cao anh để khoảng 50 pixel. Thì chúng ta sẽ được cái kết quả như thế này. Anh giảm cái kích thước ở dòng này xuống cho nó đỡ có thanh quận. Bây giờ chúng ta thử đi làm sang mobile. Hiểu ý vậy nhá. Chúng ta thử làm sang mobile. Đây. Các bạn thấy khi chạy co vào này thì nó nằm như thế này. Thì anh muốn làm mobile thì cũng là do bản thiết kế đó, do thằng thiết kế mobile thôi. Thì bây giờ giả sử chúng ta làm sang mobile thì chúng ta muốn giao diện nó như thế này cơ. Khi mà chạy trên mobile thì giao diện của anh nó sẽ nhỏ lại. Đó, menu nó nhỏ lại. Ok chưa? Và cái gì nữa? Bài viết nó cũng sẽ như thế này. Đó. Rồi sao nữa? Footer nó cũng nhỏ lại. Và một điều quan trọng hơn nữa đó là thằng right này nó sẽ không nằm độc lập như kia nữa. Thằng right nó sẽ nằm ở đây. Và nó cũng sẽ bằng với thằng này. Đây là giao diện trên mobile nhé. Chúng ta đang mường tượng ra như vậy nhé. Các bạn có hiểu ý của anh không? Anh đang cố vẽ ra để chúng ta nhìn trước để chúng ta làm. Đây. Đó, anh giả sử đây là cái giao diện mobile của chúng ta. Cho nó nhỏ lại nhìn cho nó dễ. Đây. Được chưa các bạn? Đây tạm gọi đây là giao diện mobile đi. Đúng rồi. Khi mà làm mobile thì giả sử như là do chúng ta thiết kế thôi. Giả sử đây đây là giao diện mà anh sẽ hướng đến. Đó, menu này. Menu sau này nó sẽ sổ. Sau đó nó ưu tiên hiển thị thằng bên trái trước. Cuối cùng nó nhìn thấy bên phải, cuối cùng footer. Cái này thì các bạn cũng không nên thắc mắc. Giả sử đây là cái giao diện mà anh thiết kế cho mobile sau khi mà chuyển từ giao diện desktop sang mobile như thế này. Ok chưa? Và bài toán của chúng ta là chúng ta sẽ đi giải quyết nó với CSS. Được chưa các bạn? Đó. Thì anh giả sử hầu hết bây giờ các giao diện mobile nó đều là 480 rồi. Đó. Trừ những máy quá nhỏ thì là 320. Nhưng mà ít lắm. Bây giờ chủ yếu là 480, 376. Thì anh sẽ đi xử lý cái thằng này. Đúng không? Khi chúng ta co trình duyệt vào này thì chúng ta phải xử lý nó. Đúng các bạn? Thì chúng ta sẽ dùng media query để chúng ta làm. Đây, giả sử đây anh giả sử nếu chạy trên iPhone này nó cũng là 320 này. Đấy, 375, 376 này. iPhone 78 này. 8 Plus này. iPhone X này, iPad này, đây được chưa? Thì anh cứ lấy ra tiêu chuẩn là 480 đi, nhỏ hơn hoặc bằng 480 thì anh sẽ làm gì? Được chưa các bạn? Thì anh sẽ để đây là 480, nếu mà nhỏ hơn thì anh sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ đi query media như thế này, media đúng không? À, sorry, nó sẽ là media. Media cái gì các bạn? Screen ra cái gì? Nhỏ hơn hoặc bằng thì sẽ là max width 480 pixel. Bây giờ các bạn cùng phân tích cho anh nhé. Chúng ta đi từ những cái nhỏ như thế này thì đến khi làm giao diện phức tạp nó mới đỡ mệt. Đây, được chưa? Thì khi mà con nhỏ như cái này tại vì cái giao diện thì khá đơn giản nên là chúng ta không cần phải xử lý ở đây nữa. Header nó đã co vào rồi thì chúng ta đang để phần trăm. Được chưa? Chúng ta sẽ phải đi xử lý cho cái gì các bạn? Đó, chúng ta thử xem nó nhận chưa. Ví dụ lúc này anh chuyển cái menu thành màu đỏ để xem nó nhận chưa đã. Đây.
Đó, nó nhận rồi, đúng không? Để chúng ta nhận biết là nó nhận được cái query media chưa. Thì các bạn thấy là nó nhận rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái gì các bạn? Thì chúng ta sẽ đi. Các bạn biết là ở đây chúng ta đang xử lý thằng này là flex direction của nó theo chiều ngang, đúng không? Thì bây giờ anh sẽ chuyển cái thằng này theo chiều dọc. Đây này, cái main ở bên ngoài với thằng này nó sẽ theo chiều dọc. Thì anh chỉ cần thay đổi cái thằng main ở trong đây thôi. Direction sẽ là column. Đây. Thì các bạn sẽ thấy lúc này nó sẽ nằm như thế này. Hiểu ý của anh không? Đó, còn nếu mà các bạn dùng floatlet ấy, nếu mà anh định làm cụ thể hơn để so sánh việc các bạn dùng floatlet với các bạn dùng flex thì nó sẽ nhàn, cái nào nhàn hơn. Đó, thì nếu mà các bạn dùng floatlet ấy, thì các bạn sẽ phải đi thay đổi lại, có nghĩa là lúc đấy các bạn lại phải clear left để cho thằng bên này nó không bị tràn lên các thứ, thì lúc đó cực kỳ mệt, hiểu chưa các bạn? Đây, thì đối với thằng này nó chỉ đơn giản như này thôi. Giả sử ở đây chúng ta định nghĩa cho thằng section này nó lên một cái màu khác đi, một cái màu, và nó sẽ có margin bottom này. Để các bạn nhìn thấy cái khối bài viết của nó. Và min 2 anh để là 120%. Đây thì các bạn sẽ thấy nhìn thấy cái thằng này. Sao để section mất rồi. Article. Chạy lên đó thì các bạn sẽ nhìn thấy thằng article này nó sẽ cách một cái khoảng như thế này và background nó đang trùng với màu ở đây rồi, thì anh sẽ để đây nó sẽ là margin bottom bằng 5 này, min 2 bằng 200 này. Mình sẽ để là ori động màu đây. Đó. Có vẻ chưa nhận cái margin bottom. Anh đang muốn nhìn cái khối này này mà anh đang thấy nó chưa nhận. Sao không nhận nhỉ? Có gì sai sai không? Xem cái nào. Này, article này hình như chưa nhận, anh nhận được mà. Version button, ở đây có một khoảng button rồi. Có một cái khoảng button rồi mà sao nó không nhận nhỉ? Đây này. Margin không trùng màu đâu. Đúng đúng, sorry, các bạn trùng màu đây, anh lấy màu này cho thằng like để các bạn nhìn thấy. Khủng quá. Đây, chúng ta sẽ được cái này, được chưa? Đó, anh giả sử như vậy, chúng ta bắt đầu với những cái đơn giản như này trước để các bạn không bị ngờ. Rồi, thì đây là một cái cách để chúng ta chuyển sang cái màn mobile theo ý muốn của chúng ta, và nó khá là đơn giản. Đây. Và cái việc mà các bạn chuyển nó sang được mobile đơn giản đấy là do các bạn viết code, tức là các bạn tổ chức code và viết code CSS nó từ ban đầu nó như thế nào.
Nếu mà các bạn làm ổn thì nó sẽ rất là ok. Được chưa? Đó, thì sau này các bạn CSS lại thì nó cực kỳ nhàn. Anh giả sử như vậy. Và cái thằng size 3 khi mà vào này, em sẽ để min 2 không? Đó, được chưa các bạn? Đây, thì chúng ta thấy là khi mà chạy lên màn hình desktop này thì nó sẽ lại chạy về đúng với cái bản chất của nó. Đó, được chưa? Chạy về đúng nguyên bản của nó này. Đây. Đó, ok chưa? Đây. Đó, và kể cả khi các bạn responsive nhé thì cũng không được phép có thanh quận. Anh thấy một vài bạn viết code là đang có cái thanh quận, đang có thanh quận chạy đây này. Được chưa? Đó, thì đây là một cái demo để chúng ta hiểu được là cách chúng ta dùng các thẻ HTML5 tổ chức vào trong một trang thì nó như thế nào. Và cái thứ hai chúng ta hiểu được là chúng ta ứng dụng một chút về Flexbox ở đây. Được chưa? Và cái thứ ba đó là chúng ta ứng dụng về Query Media ở đây. Thì cái bài này là cái bài đơn giản nhất để các bạn hiểu được cả ba cái đó và hiểu được khái niệm responsive ở đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta quay sang một cái bài phức tạp hơn một chút đi. Đây, chúng ta sẽ demo một cái bài phức tạp hơn. Chính là cái bài mà em đã chuẩn bị cho các bạn ở đây. Đây. Bài này phức tạp hơn ở chỗ nào? Phức tạp hơn là nó có cái menu thôi, có khi là đơn giản hơn bài trước đấy. Đúng không? Thì anh muốn là khi mà cái menu này khi mà nó co lại thì nó chỉ show mỗi logo menu ẩn đi. Các bạn hiểu ý anh không? Đó thì chúng ta cùng làm nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài này xem là có vấn đề gì không. Đúng, chính xác. Như Bảo nói là đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ phải hiển thị thêm một cái icon để mà sau này người ta có thể click vào để show cái icon ấy lên, hiểu không? Hoặc là hover vào. Bây giờ chúng ta cùng làm và cùng phân tích. Thì đối với cái bài demo 2 này thì anh sẽ lược bớt đi. Đây các bạn thấy là anh sẽ query thêm một chút xíu nữa. Đó là anh sẽ body. Anh sẽ ứng dụng luôn cái bài trước nhé. Body width. Max width của chúng ta nó chỉ khoảng 1000 thôi. 1140 pixel thôi. Đó. Có nghĩa là anh giới hạn cái độ rộng của cái thằng này và anh sẽ đưa nó ra giữa. Margin 0 pixel. Auto. Đây. Tức là đối với cái bài này thì anh sẽ giới hạn độ rộng như thế này. Đó, thấy chưa? Để cho các bạn có thêm một cái nhìn nữa, mới nữa. Và bài này của chúng ta thì chúng ta lại có hai cái phần như thế này. Hai cái size và một cái main ở đây. Trong main này có hai bài viết, như giả sử như vậy, đã có section. Thì anh sẽ thay đổi một chút cấu trúc ở trong đây. Như thế này. Đó là gì các bạn? Ở dưới này. Đây. Ở dưới này của anh sẽ có một cái main lớn là có size và section ở trong như thế này. Thì anh sẽ thay đổi lên như thế này, main này. Và anh sẽ có size left và size right này. Đó. Đây, được luôn các bạn ạ. Vì chúng ta đang dùng flex rất là nhàn, đúng không? Các bạn thấy là được luôn cái kết quả này. Đây, được luôn cái kết quả này. Và trong này giả sử nó là text thôi, chúng ta làm đúng đi. Thì ở trong đây có một article thôi. Và chúng ta sẽ có phần text cho nó. Đây. Đó. Đây. Ui, tại sao vậy? Tại sao vậy các bạn?
Cái thứ nhất chúng ta sẽ phải đi set flag cho thằng này, đúng không? Thay đổi CSS một chút xíu. Thì đối với cái assign này, chúng ta sẽ đi set flag cho nó. Đầu tiên cái flag row này chúng ta sẽ để là 2, còn cái assign anh sẽ để là 1. Đó. Và tại vì là nó đang nhận rồi đấy, nhưng mà vì cái text ở đây này đang cao này, do thằng section assign này nữa. Section nó đang bị ảnh hưởng bởi cái width nào nữa nên nó mới bị như vậy, thì anh sẽ xử lý như sau. Anh sẽ để max width cho nó, có nghĩa là tối đa thôi, chỉ được rộng khoảng 60% thôi. Đây có vẻ hơi nhỏ rồi. Nếu mà anh đưa cái phần này vào một thì bằng nhau. Cái line 2 là anh xử lý rồi, nhưng anh đang muốn thằng kia nó rộng ra. Nếu không được thì chúng ta bắt buộc đi set flex. Hình như là cái thẻ đang bị lệch. Assign này, main này, main flex box ok này. Rồi này, section này, correct. Rồi, thế thì anh sẽ set như thế này. Cho nó nhanh. Section anh để khoảng 600. Còn những thằng kia 600 mà chia đôi đi thì như thế nào nhỉ? 1140 đúng không? 1140 mà trừ đi 600, 540 mà chia đôi. Bé quá nhỉ? 640 chia đôi 320. Đó, mình sẽ select này. Bày dịch đồng nhỉ? Lên nào. Đây rồi. Đó, thì được cái bài toán tạm thời như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Các bạn có thể căn chỉnh tách các thứ nhé. Bây giờ chúng ta đi xử lý menu. Đó, thằng này nó chỉ có menu. Thì trong menu anh sẽ có cái gì các bạn? Một bên là logo đúng không? Và một bên là menu. Thì anh lại chia như thế này. Trong menu anh sẽ có một cái link class và logo. Và anh sẽ có một cái URL. Okay. Đây sẽ là about. Đó, và đây sẽ là product. Đây sẽ là service. Đây sẽ là contact. Này, được chưa? Ok chưa? Đó, chúng ta sẽ đi xử lý thôi. Thế muốn hai thằng này nằm ngang hàng nhau thì anh có cái nắp bar này. Anh sẽ phải làm gì? Anh sẽ phải display flag cho thằng nắp bar. Đây, được chưa các bạn? Thì thằng này anh sẽ có thằng logo anh sẽ ném vào. Ví dụ như H3. Đây. Đó, được chưa? Anh xem thằng URLi này. Thì trong URLi anh sẽ có một cái div.
Lúc này anh sẽ gọi là class name in. Được chưa? Mình chạy nó lên. Bây giờ anh chưa xử lý cái main in được vụ. Đó. Nhưng mà anh thấy là giữa thằng logo với thằng này nó đang chưa có sự rõ ràng về kích thước. Thì chúng ta sẽ để thằng này có select row. Ví dụ anh để là 2 đi. Đó, có nghĩa là nó gấp mấy lần cái thằng logo kia đó. Kiểu như vậy. Thằng này là 2. Thì thằng này đây. Nếu bằng nhau thì các bạn sẽ thấy nó bằng nhau này. Nhưng vì chúng ta để một thằng 2, thằng 3 này, thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Được chưa? Các bạn sẽ thấy nó như thế này. Thì anh sẽ để là thằng class logo của chúng ta này. Từ thằng nát này, anh sẽ gọi là logo chấm logo. Anh để bằng 2 lần. Và thằng kia thì nó cao hơn một chút. Anh để menu 4 lại gấp đôi đã. Ok chưa? Thì menu bắt đầu từ đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi định nghĩa menu thì đơn giản thôi. Lại quay về mấy cái thuộc tính cũ mà chúng ta đã làm. Loại bỏ cái chân đi. Ok chưa? Margin 0 nó. Official heading 0 pixel. Đó. Được chưa? Chạy lên này. Thấy chưa bỏ cái đen đen là icon này đi à? Miss tai tai nè. Có thể bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi các bạn. Bên này logo kệ nó. Đây. Và chúng ta sẽ đưa cái LI nó nằm ngang hàng. Để chúng ta đưa như thế này cho. Display cái gì các bạn nhỉ? Còn nhớ không? Là cái gì? Đó. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ định nghĩa tiếp. Màu thứ 2. Đây. Decoration nào. Đó. Không right. Anh để là xem. Không xem và 20 xem. Đây. Được chưa? Thì chạy lên này. Rồi. Ok chưa các bạn? Cũng được, làm như của bảo cũng được. Thì thằng này nó sẽ tất cả các LI sẽ nằm ngang hàng nhau và cân đều luôn như bảo nói. Đây này. Này. Tức là flex của flex lại lồng trong nhau thì thằng LI vẫn thế. Đây này, nhìn thấy chưa? Thì tùy các bạn nhé. Rồi anh sẽ để như của bảo nói đi. Đây. Đây, ok chưa? Đó, và các bạn hoàn toàn có thể đưa cái thằng menu này sang bên trái đúng không? Có nghĩa là nó sẽ nằm ở bên trái. Đây này, anh muốn đưa bên trái anh sẽ dùng thằng justify content là em như thế này. Được chưa? Các bạn hiểu ý anh không? Đó, thì anh đặt ra bên trái. Đó. Thì anh có thể đặt thông qua thằng menu hoặc đặt thông qua thằng UL này đều được. Đây này. Justify content này. Đây, end này. Đây. Thì anh có thể bỏ thằng này đi. À không được, bởi vì là thằng menu nó chỉ có một thằng đây mà thằng này không mang kiểu flex. Nên là chúng ta để vào UL là hợp lý nhất. Đúng rồi, vì thằng này không mang kiểu flex. Thì đây anh sẽ là Justify content. Đó.
Đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm sang bên trái như thế này. Đây. Ok chưa các bạn? Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ có cái demo tạm thời như thế này. Được chưa? Đây, bây giờ anh muốn là khi chuyển sang mobile. Đây. Chuyển sang mobile thì thằng led nó sẽ nằm lên trước. Hiểu ý của anh không? Thằng menu ẩn đi, thằng logo sẽ nằm ở giữa. Đây. Thì anh sẽ tạm thời anh bỏ đi đã. Thì anh sẽ để thằng led như thế này. Đây sẽ là led rồi đến bài viết rồi đến thằng write. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cho thằng menu trước. Thì khi mà nó nhỏ hơn bằng 480 thì anh sẽ để cái thằng này ẩn đi. Đây. Anh sẽ để cả cái div đó ẩn đi nhé. Display now. Các bạn hiểu ý anh chưa? Đó. Thì thằng logo nghiễm nhiên nó ở giữa vì thằng kia đang flex mà. Thằng led nằm rồi. Đó. Đó, các bạn thấy đúng thứ tự luôn. Thì chúng ta khi mà chúng ta làm CSS tốt thì chúng ta khi mà chúng ta query media xong các bạn gần như không phải làm gì mấy. Đây, rất nhạt. Đó, và chúng ta nên có một cái icon ở đây này. Để mà show menu, hiểu ý của anh không? Có nghĩa là anh có một cái span ở đây nhá. Anh cố gắng anh sẽ làm trọn vẹn ở đây đi. Anh sẽ có một cái span ở đây. Đây. Được chưa? Ví dụ anh để là sâu menu như thế này. Đó. Thì khi mà chạy desktop thì sẽ không có cái menu này. Có nghĩa là sẽ ẩn đi. Có nghĩa là default cái thằng class show menu này anh sẽ ẩn đi. Đây, để các bạn hiểu cái cơ chế khi chúng ta làm mobile làm responsive, ví dụ anh mặc định vào thì anh sẽ ẩn vào này đi. Được chưa? Và trong query media thì anh sẽ show lên. Chạy lên vào thì không có đúng không, nhưng mà khi mà chúng ta chạy mobile này, đây nếu mà lớn hơn thì không có này, khi chạy mobile này menu ẩn đó, thì sau này chúng ta sẽ xử lý là kích vào đây thì sẽ show cái menu dọc xuống đây như thế này, kích vào lại ẩn đi, có thể dùng JS hoặc là dùng CSS3. Thì ở buổi sau cái layout mà anh gửi các bạn sẽ phải làm những cái việc này. Dùng after hoặc before đều được, nhưng mà cái icon đấy là chúng ta phải dùng qua phông. Dùng phông CSS nó hỗ trợ ít lắm. Được chưa? Thì đây là toàn bộ cái bài ngày hôm nay mà anh đã giới thiệu cho các bạn với ba kiến thức lý thuyết cơ bản, đó là nói qua về HTML5 và anh nói qua về query media.